chức kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình đang có mặt tại thành phố Sóc Trăng để chia sẻ những cái hình ảnh của thành phố Sóc Trăng ngày hôm nay như thế nào. Thì bây giờ mình đang đứng ở trên đường Phú Lợi các bạn, trước cái nhà hàng quê tôi của thành phố Sóc Trăng các bạn. Bây giờ mời quý vị cùng đồng hành với anh ngày hôm nay. Ngày mới thì cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe, tràn đầy và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ mình dạo quanh buổi chiều tại thành phố Sóc Trăng ngày hôm nay nghe. Sao mời quý vị cùng đồng hành với anh nhé. Đứng ở cái trạm biến điện nè các bạn, chỗ đường Phú Lợi các bạn, hay chỗ khách sạn nhà hàng quê tôi nè các bạn. Đây mình đang đứng ở khu vực này của thành phố Sóc Trăng. Thì ở đây là một là trong những điểm cũng tổ chức liên quan sinh nhật hay là cưới hỏi, thì cũng chỗ này cũng rất là ok các bạn, của thành phố Sóc Trăng nha. Thì hôm nay Thanh đang có mặt tại đây, cũng mời quý cô chú anh chị cùng Thanh đi dạo một vòng thành phố Sóc Trăng vào buổi chiều ngày hôm nay. Cũng lâu quá thì mình không có đi dạo thành phố Sóc Trăng, thì hôm nay Thanh cũng mời quý vị chú chị đi tham quan lại thành phố Sóc Trăng buổi chiều như thế nào trong những ngày này ra sao. Hiện bây giờ mình đang ở khu vực đường Phú Lợi nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình đầu hành từ ở trên tuyến đường này, mình đi về dọc vào thành phố Sóc Trăng các bạn. Bây giờ hôm nay là mình sẽ đi vào về tới bưu điện tỉnh của thành phố Sóc Trăng như thế nào nha. Rồi bây giờ mình sẽ dọc xe về dọc trong thành phố các bạn. Thì ở đây là một trong những cái điểm từ quốc lộ 1A mình đi vào thành phố nha các bạn. Các bạn nhìn thấy thành phố Sóc Trăng ngày nay nè, phát triển rất là đẹp nha. Nhiều cái công trình rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy, mình sẽ đi từ từ cho các bạn xem nha. Đây là tuyến đường này các bạn. Tuyến đường này sau này mới được nâng cấp lại nha các bạn. Anh sẽ hôm nay cùng quý cô chú anh chị đi dọc một vòng ở trên thành phố Sóc Trăng buổi chiều. Thì hôm nay trời cũng rất là đẹp các bạn, cho nên mình đi dọc ở khu vực này cũng rất là đẹp. Đây là khu vực đường Phú Lợi, thì là chỗ trung tâm mầm non Việt Úc luôn các bạn. Út các bạn, đây là đó của đường Phú Lợi các bạn. Rồi bây giờ anh mời quý cô chú anh chị cùng đi nha, tiếp tục vào bên trong. Thì nãy là cũng có mưa sơ qua đó các bạn, cho nên đường nó hơi mát mà các bạn, không khí rất dễ chịu luôn. Đây các bạn nhìn thấy những cái quán cà phê Hoàng Thi Thơ rồi các bạn, quán cà phê trên đường Phú Lợi nha. Đây ở chỗ khu vực này thì quán ăn quán uống rất là nhiều luôn đó các bạn. Còn phía chỗ này thì các bạn nhìn thấy là ẩm thực Thanh Thảo nha các bạn. Về thành phố Sóc Trăng thì chỗ này có điểm ăn uống rất là tiện, nhiều món ngon tại khu vực này luôn, tại ẩm thực Thanh Thảo này luôn nha các bạn, trên đường Phú Lợi luôn. Hôm nay cũng review chia sẻ cho quý cô chú anh chị, nếu mình có đến thành phố Sóc Trăng mình đến những cái điểm ăn uống ở khu vực này rất là nhiều luôn nha. Đây đang đứng ở khu vực Thanh Thảo 3 này các bạn. Phía trước là quán mì đồ nha các bạn, khá là nhiều luôn. Thì bây giờ mình đi dọc một vòng để các bạn thấy tiền ký nha các bạn. Đây bây giờ mình đi dọc dọc để vào khu vực này. Còn ở đây là xí nghiệp cấp nước Phú Lợi của thành phố Sóc Trăng ngày nay nha các bạn. Đây xí nghiệp cấp nước. Còn phía trước mình đây là cái bồn minh của dòng xây giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường Lê Dũng nè các bạn, Phú Lợi các bạn. Mình chạy ra Lê Dũng luôn đó. Mình học xuống dưới kia là ra Trần Hưng Đạo với Lê Dũng luôn. Đây là chỗ đường Phú Lợi này. Thì các bạn thấy dòng xây này với đường Nguyễn Văn Linh các bạn.
đây hiện giờ mình đang đứng ở vùng xây của đường Nguyễn Văn Linh với Phú Lợi nha các bạn. Đây là đường này vào đường Nguyễn Văn Linh, thì chỗ này cũng có nhiều cái quán ăn góc ở bên trong nữa các bạn. Thì đi xuống thì chỗ này cũng khá là nhiều nha. Mình đang đứng ở vùng xây luôn. Còn mình đi thẳng qua bên kia cũng là đường Nguyễn Văn Linh các bạn, mình đi qua ngã ba Chuồng Chó được không các bạn. Bây giờ thì nó nói dài các bạn. Đây, đi tiếp tục đi vòng vòng các bạn thấy nha. Thì hôm nay mình dọc cái tuyến đường này để cho quý cô chú anh chị xem cái thành phố Sóc Trăng mình của năm 2022 tình hình hiện nay như thế nào. Bây giờ mình thấy là buổi chiều bà con mình đó là đi chợ rất là đông luôn các bạn. Còn phía trước mình chỗ này là khách sạn Hoa Can Đính Hoàng nha các bạn. Đây. Đây các bạn, thì bây giờ cái hướng này là mình sẽ quẹo bên đó là mình đi về đường Nguyễn Trung Trực nha các bạn, của thành phố Sóc Trăng ngay chỗ chợ phường 2 luôn. Hôm nay mình đã đứng ở khu vực này, ở trên đường Phú Lợi. Thì nó cạnh với cái khách sạn Tính Hòa luôn các bạn. Còn phía trước mình đó là cái dòng xây giữa đường Trần Hưng Đạo với đường Phú Lợi và Lê Dũng nha các bạn. Mình đi đó, mình đi thẳng thì các bạn có thể đi đường qua đường Lê Dũng và đến bến xe mới của thành phố Sóc Trăng ngày nay đó. Hôm nay thì mình sẽ đi dọc vào cái đường Trần Hưng Đạo để mình đi vào cái trung tâm của Bùi Viện Thành. Thì nãy giờ là mình đi từ ở cái quốc lộ 1A đi vào đó các bạn. Để mình chia sẻ cho các bạn thấy. Đây, bây giờ mình đã tới cái chỗ dòng xây của Lê Dũng với Phú Lợi với Trần Đạo luôn rồi các bạn. Đây là ba cái dòng xe, ba con đường nè các bạn. Buổi chiều nha. Đây các bạn đi thẳng thì mình sẽ đi qua đường Lê Dũng thì mình tới bến xe mới ngày nay đó các bạn. Còn mình quẹo bên đường bên đây nè. Thì đường Trần Hưng Đạo chạy thẳng là mình đi ra cái Trà Tim luôn các bạn. Giờ mình sẽ đi.
bây giờ mình sẽ quẹo vào đường Trần Hưng Đạo để mình đi ra đến bưu điện là như cái mình muốn đi nha các bạn. Thì con đường Trần Hưng Đạo buổi chiều này rất là đẹp nha các bạn. Thì ở đây nó có cái Vincom đó các bạn. Thì các bạn nhìn thấy này nó rất là đẹp luôn. Đây, bây giờ mình đang đứng ở cái dòng xây của đường Lê Dũng với đường Trần Hưng Đạo và Phú Lợi luôn các bạn. Đây các bạn nhìn thấy buổi chiều của thành phố Sóc Trăng nha. Tiệm thời trang của Phương Loan các bạn ơi. Ngay chỗ dòng xây của Phú Lợi luôn các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục hành trình mình đi vào chỗ bưu điện tỉnh nha các bạn. Mình trên đường này hiện bây giờ là đang ở trên đường Trần Hưng Đạo của thành phố Sóc Trăng. Vào buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn nhìn thấy hiện bây giờ là chỗ Vincom này các bạn, khu vực này buổi chiều rất là đông vui nha, có quán cà phê và những cái quán ăn buffet nhẹ đó các bạn, rất là đẹp. Đây bây giờ mình đứng lại mình cho các bạn xem chỗ Vincom này, của đường Trần Hưng Đạo thành phố Sóc Trăng ngày nay nha. Đây là những hình ảnh mà hôm nay mình ghi lại cho các bạn thấy. Đây, bây giờ mình đi dọc ra chỗ công viên Bạch Đằng cũ nha các bạn. Công viên Bạch Đằng của thành phố Sóc Trăng sẽ đi ra mình đi điện luôn. Đây là công ty sổ số liên kết của Sóc Trăng nha các bạn. Đây sổ số liên kết của Sóc Trăng. Đây bây giờ trước mặt mình là công viên Tầng rồi các bạn. Thì buổi chiều ở đây cũng có cái trò chơi cho trẻ em rất là thú vị luôn. Người ta dắt con em cũng khá là nhiều nha. Đây bây giờ mình sẽ đi lọt qua bên đây luôn các bạn ơi. Dọc ra đến bưu điện tỉnh luôn. Ở khu vực này người ta cũng bán những cái xe đẩy nè các bạn, như sầu riêng hay là cốm nổ được nè các bạn. Đây. Nhãn xuồng, nhãn biển châu khá là nhiều ở khu vực này. Đây bây giờ mình ra đến bưu điện tỉnh rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cho công viên 30 tháng 4 để mình ghi lại cho các bạn thấy cái hình ảnh ngày hôm nay.
đây là cái công viên 30 tháng 4 các bạn. Giờ này còn sớm các bạn, ta chưa có ra công viên. Đi chiều về thì khu vực này rất là đông nha. Đây các bạn nhìn thấy là chỗ hay gọi là bến xe gòi cũ cầu Bon đó các bạn. Đây buổi chiều. Còn đây là bưu điện tỉnh nha các bạn. Còn trước mặt mình đó là chỗ đài phát thanh của thành phố Sóc Trăng đó các bạn, hay chỗ đường Nguyễn Huệ. Rồi mình đi thẳng vào là mình vào Hai Bà Trưng nha các bạn. Hôm nay xin tạm dừng video tại đây, xin chúc quý cô chú và các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cho nhiều người xem. Xin thân ái mến chào, hẹn gặp lại quý vị chú mình chị trong những video sau. Xin bye bye.